Ôi giời, thầy ăn mặn này đỡ, bây giờ nó nín sữa trong phòng, nín sữa rầm rầm ấy. Mà sữa bò nó chính là thịt con bò chứ đâu có phải là ấy đâu. Trong đường về trước Phật thì nước tử não có cái bà cụ, bà hỏi bà con thấy người ta mất sữa coi như bà ấy nó đau khổ quá, thế là nước tử não vô bà. Thôi nếu mà là con nói như vậy thì từ nay thầy không uống sữa nữa. Nhưng mà theo con nghĩ đó, ví dụ mỗi buổi sáng người ta nuôi con bò ra, người ta bắt từng 3 lít một con, thì máy nó cũng đặt đồ nó bị ấn định bóp phần đó, chứ không thể nào nặng ra tới 4 lít 5 lít này, nó kiệt sức con bò nó chết mất. Thế sao này? Đấy, nó tức là người ta đều tính toán hết chứ. Đó, theo con nghĩ là mà máy nó bóp đau lớn gì đâu, nó cũng giống như kia đó mình. Bây giờ con có ý kiến với quý thầy này, năm quý thầy đây nhá. Sách trưởng lão nói thì thầy nói mà sách cho thầy biết cho mình đời. Vâng. Chứ không phải biết cho các con tu. Có đúng cái câu đó nghe, có ai nghe chưa? Hai nữa là một cái thầy lớn của mình nói là ngày sau hỏi thầy thầy vì cái sữa bò nó ở trong con bò ra cứ bảo nó ăn chay thì mình uống nó được không thầy? Thầy cũng nói vậy, thì bảo này mình uống là mình mang cái tính chất là làm khổ người con bò con vật. Hai nữa con biết rằng cái nó ở trong thịt con bò cũng như mình ăn chay thì mình vẫn ra sữa của con người nó nằm trong động vật đấy con. Thầy nói vậy, vậy nên là nghe sách trưởng lão nghe nhiều bài nhiều chiều, cũng như là có cô Thắm ấy, trước ở bên Hải Phòng đấy, mấy cái đạo tràng thầy sư Thành đi xuống đấy còn đưa đi ở dưới đấy, nghe bảo là hỏi thầy Thành thì mới nói này, những cái gì trưởng lão nói ở trên sách thì thầy nó khéo. Nếu mà thầy đầu tiên thầy ra có 4 tập đường về chư Phật thôi, sau thầy thăm dò một thời gian thấy nó êm êm rồi thầy làm tiếp 10 tập đấy, mình nói hết thì luôn hết. Còn về sau này thầy còn ra một cái bước chân giải thoát cuộc đời, thầy nói cả sư phụ thầy luôn, nói hết có gì là thầy để, nhưng mà các vị không được học cái đấy à, chỉ rồi riêng cho con may mắn làm sao con lại được cái đấy. Còn trong tôi trong trong cái mai còn thằng thì cả cái thầy, những cái thầy nào là sư phụ của thầy ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào có hết, thầy không để cái gì kể hết cả ở trên không như nào, thầy thanh tử nào cũng hết. Thì nói thật nói là nên thầy bảo là tìm những người thiện ý thức đúng không? Nhưng bây giờ tìm hiểu thức ở đâu? Bây giờ mình phải lấy giới làm đầu. Thì nói thật nói thầy bảo là phải nghe băng trưởng lão nghe chiều chiều nhiều bài thì mới suy được. Bây giờ là chết tưởng thì tu thì người ta mới đến là thỉnh thầy. Thầy con mảnh đất như vậy là con thấy là bây giờ nhiều loại táng lắm, tiểu táng rồi thủy táng rồi là nửa táng đây rồi địa táng. Thì chúng con nào thầy mới bảo người ta tâm người ta là thích chôn thì nói là người ta chôn, chứ bây giờ làm gì còn tưởng là tu nữa. Chính thầy Thanh Thành nói mà thầy Gia Hạnh nói thế, còn nó phải thầm ra ấy, rồi về sau con nói cho mấy người quý vị là bây giờ sách trưởng lão biết không tin nữa, bảo thì bây giờ phải đọc học năm uẩn nó mất mất gió thì phải mất nửa rồi thì nước mất thì thịt tan phải mất, cho nên làm gì còn cái gì nữa, làm gì còn đâu mà ý thức đâu mà tu nữa mà tưởng. Vậy nên là thầy rất nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đấy, những cái việc như vậy nó âm lên một thời gian, nó đi tìm đất tìm cát nơi Hải Phòng đi. Thôi nó thật đấy quý vị, là khi mà đi ra đấy biết chứng kiến những cái cảnh ngày xưa, con nói thật nó ra vừa rồi con thấy đâu ngay chùa của thầy Thích Thanh Quang ấy, ngày xưa con mang chở gạch lên đấy này, cũng dường một xe xi măng 20 tấn này lên đấy để xây này, xong là đấy là của bạn cũng đấy là em nó chở lên đấy, lý của con là em cậu em vợ cũ ấy, thế là con bảo là thầy xây mấy cái thất này tốt quá, thì bảo gạch của chú vậy là đủ rồi, xi măng cũng tương đối rồi, thế nhưng mà thầy sau này thầy cho con cái thất thầy nhá, nếu còn xong thầy bảo mới cho á, thầy tốt nhất cậu ấy, thế bảo là bố thí, thầy bảo vâng con đã học đâu mà con biết được tên này là bố thí, là thầy cho ban phước cho, thế mà rồi ra cũng nên thắp mộ thầy đấy ở đấy. Nhưng nói thật nói giờ cái thầy khác nên chủ trì đưa mẹ ra làm quản lý, còn một người giữ thử kho thì chồng lại cũng xuất gia, hay ông gia lại cũng là chồng đến đấy cũng dọn đồ đấy, thì tôi nói nơi đấy thì làm gì còn là tu nữa, sống chân chung một gia đình tập trung về đấy đấy, gia đình tập trung đấy rồi mà bây giờ nhóm Hải Phòng 90 người về đấy, nói thật cho mày người đó thì vậy thôi, vừa rồi xong rồi con mới đi từ đấy vào Nam, con mới thôi đi vào Nam xem mấy cô ấy nào, thế là xem này cái thư cô là theo con đưa về Nam Định đấy, thì ở chỗ thầy chú Cường chữa bệnh này, mấy hecta ruộng này
tốt lắm rồi, mới là về sau này thì vợ của chú ấy này vay của cô 20 triệu xong rồi nộp bộ với cô Kim Anh thì cũng còn cô Phúc đưa về nhà con xong rồi đưa về đấy cô là nhân quả nợ thôi này, bảo cháu nó với hỗ trợ chú 200 triệu chú mới trả 100 triệu đến bây giờ chưa trả được 7-8 năm này. Thế về sau là vừa rồi con cũng đưa nguyên liệu về chú máy cho đưa cho chú máy 1 ba mấy triệu mà 7 triệu chú cũng chẳng hứa chẳng làm được. Thế bây giờ bao nhiêu thứ thế còn anh nghĩ vậy thì sau rồi thôi còn thôi kệ không thể nói nữa. Nói như vậy bảo gửi bột cho quý thầy và từ nào kia có bột đâu. Thế là về con đi vào vào kia gặp cái sư cô này thì kheo ăn cơm mà không tráng bát thì mất được giới rồi đâu. Cái chú mà trưởng phòng mà trưởng thầm chú là thưa thầy để con dẫn đi trên châu cũng cái thầy đấy trước thầy đã đưa sư cô đi rồi nên nom chú lúc chú ăn thì người cư sĩ nghe mình không nên nói nhưng mà bảo chú anh à cứ phải để hỏi nhá ăn thừa thế này là không được bây giờ đấy thầy tính cái bữa ăn của thầy là cái đĩa là xong đủ rồi đĩa bát canh rồi thì chú đưa 30 cơm mà thầy nhận về sau chú cứ dắt chú ăn bây giờ thầy nói này khi tỳ kheo đến ăn cơm rồi thì để hết ra bát này đấy, xong rồi còn ăn cái gì là lấy như vậy mà tỳ kheo mà bước cái món này cái này mà bước sang cái món này nó không có là sai này đấy thì cái người bên cạnh là cứ phải người ta phải lấy mình ta bê cho mình xin đây thì để rồi trong 22 giới ăn cái thứ hai là ăn cơm mà không ăn hết cái này đáng nghe chú thôi ăn ít cơm đi thì cái thức ăn nó đủ rồi chú ăn hết thức ăn đi vừng đen rất tốt là sao chú lại không ăn đấy. Thế về sau là sư cô thì khiếp quá lấy rất gói hết để cho vợ mà tôi nói này thì theo cô biết hai sư cô ăn là trong đậy đôi bát vào trông còn dơ lắm mà mình nhìn cái bát người ta mình mất giới đấy con bảo là tỳ kheo là không được nhìn sang cái bát người khác nhưng mà con nay tiện thể về đập vào mặt con cứ nói luôn đấy bây giờ chú là cư sĩ sau này chú hướng chú ra chú đang mua 1 hectare 3 đất để chú nào chú học giới dần dần đi đây là giới đức làm người chứ không phải giới của tỳ kheo đâu ăn cơm không tráng bát thì coi là mất giới rồi. Ngày xưa có cái ông ở đây là ông ở Sài Gòn 70 tuổi râu dài lên đây tóc để dài như nghệ sĩ ông lên nấu nhưng thấy con xuống đây bắt đầu con vào thầy nguyên ngồi kia xong ăn xong là xong con cứ khéo khéo con tráng vậy xong hôm sau con ông nói là tỳ kheo mà không tráng bát thì mất gì đâu còn đâu vậy xong bắt đầu là ông cũng hôm sau đổ nước vào xong nắc này cái đĩa cái thìa ấy mà quấy nó kêu mà hôm nay ăn trúng hết trên này chứ bếp đã chuyển như kia đâu bếp này xong ông đưa lên tay ông há mồm ông đổ này thế nó mới tụt không may đủ quán tụt xuống áo này số họ hai hôm sau vậy mất còn về thời gian xong đến 3 tháng sau ông mới lên đây đồ cũng lấy đồ không về nút còn ăn đâu cũng vậy ta phải từ ta sáng bắt rồi ta phải múc từng thìa ta ăn như vậy đổ vào vậy thì còn nói gì nữa con ăn 3 lần thứ 3 đây này đấy kể cả sư Minh Quang ở đây nhá cả sư trước chủ trì đây cho thầy này đấy sư Thiện Hòa là bố Minh Quang ngày xưa này cấy cây với làm đây với ông Hạnh này. Thế là khi mà học giới rồi nhưng mà cũng học theo nhưng mà phải xem từng động tác người ta ăn thế nào nói chung là cái tưởng mà nó nhớ ra nó làm cho cũng khéo tập thì chứ đâu có phải vậy nên kể chuyện ấy hôm qua là dạy cho mấy đạo tràng ngoài đấy họ mà còn thấy thầy tráng bát chứ có ai tráng bát đâu mà đọc giới thì không phân tích chỗ khác nữa tìm đi có đấy 22 giới ăn thế hôm qua tự nhiên sang bên cái hôm đấy lại sang bên Thủy Nguyên cái chú đi mình chọn con đi suốt 7-8 ngày cái chú ấy có cái quyển của tôi thì như là nói thì trong đó đúng có những cái giới đây thôi đấy nha photo đây nha mang về nha đây photo cho mỗi người cá nha những gì thầy nói đây là rõ ràng như vậy thầy không có nói dối ai cả không nói gì cái gì trưởng lão nói là đúng đấy trong 22 giới ăn đấy thì học cho bản giới ăn thì cái ăn là quan trọng lắm đấy chứ không phải bóc tay bóc chân này chấm đấy. Như quý vị hôm đấy quý vị bóc tay quấn xong chấm này đưa lên miệng này coi như con khỉ kiếp sau đọc khỉ này sau nó đúng không trưởng lão nói cái câu này có đúng không vậy sau là thôi bây giờ là sau